Aegis Cam là một trong hai smartphone dòng X hoàn toàn mới của hãng điện thoại Hàn Quốc, được giới thiệu tại triển lãm MWC 2016 ở Barcelona. Điểm nổi bật của X Cam là cụm camera kép ở mặt sau máy cùng với thiết kế mỏng thời thượng. LG dường như rất thích thử nghiệm những điều mới lạ trên các dòng smartphone gần đây của mình. Sau khi đem camera kép lên mặt trước của LG V10 thì hãng tiếp tục đưa trang bị này lên mẫu Android tầm trung đầu tiên của dòng X. LG gần như là hãng điện thoại tiên phong đưa tính năng camera kép trên di động trước các đối thủ ở phân khúc tầm trung. Xin chào các bạn đến với bài đánh giá của nguyễnkim.com. Trên tay mình hiện tại đang là bản thử nghiệm của chiếc LG Cam vừa được LG ra mắt vào tháng 3 vừa qua. LG Cam có thiết kế nguyên khối vỏ nhựa với các góc gạch được bo cong cho cảm giác cầm nắm tốt. Mặt trước máy là camera trước, cảm biến cùng với loa thoại, phía dưới là logo LG. Phần mặt trước này được làm nhẵn bóng với họa tiết phay xước khiến các thao tác tạp trên màn hình có cảm giác mượn mà hơn khi lướt ngón tay qua. Mặt sau vắt cong cho cảm giác máy mỏng hơn. Cụm camera kép được làm lồi lên sát mặt lưng giống cụm camera trên LG G5. Hãng LG đã thêm viền nhựa mạ chrome sáng bóng ở hai cạnh phải và trái của máy, tạo nên điểm nhấn cũng đánh lừa thị giác làm máy đã mỏng nay còn mỏng hơn. Phím lượng, khay SIM và thẻ nhớ được đặt bên cạnh trái, phím nguồn bên cạnh phải. LG Cam tạo ấn tượng tốt nhờ thiết kế mỏng và cảm giác cầm rất nhẹ với trọng lượng chỉ 118g, giúp chúng ta có thể sử dụng máy trong một thời gian dài mà không bị cảm giác mỏi tay, nhất là những bạn sử dụng máy vào buổi tối khi nằm trên giường đọc báo hay chơi game, lướt web. Vỏ máy nguyên khối với chất liệu giả kim loại cho thay thế máy được hoàn thiện khá tốt, tạo được cảm giác sang trọng. Máy có màn hình IPS 5.5 inch Full HD cho cảm giác cầm với tay so với những chiếc smartphone khác. Hình ảnh sắc nét, màu sắc và độ tương phản tốt nên so với các đối thủ trong phân khúc tầm trung thì máy có phần chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, diện tích của ba phím điều hướng ảo bên trong màn hình chiếm mất một phần hiển thị nên có lẽ một số bạn sẽ không thích. Nhưng bù lại, việc bố trí phím ảo như vậy lại giúp chúng ta chơi game hay lướt web đỡ phải gặp phải trường hợp bị bất ngờ thoát khỏi ứng dụng. Bên cạnh đó, ta có thể thay đổi thêm hay bớt những phím tắt trên hàng phím ảo này để phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, tính năng mở hay tắt màn hình nhanh với knock on vẫn được duy trì trên X Cam nên tiện lợi cho người dùng. Vừa đảm bảo tính bảo mật nhưng mở khóa cũng rất nhanh. Về phần âm thanh của máy, tuy mặt lưng máy có vẻ phẳng nhưng âm thanh thoát ra đều, âm lượng ở mức độ vừa phải và chất âm trong trẻo. Như tên gọi thì đặc điểm nổi bật nhất ở LG Cam chính là camera. Máy được trang bị hai camera, trong đó một camera 13 megapixel với góc chụp thông thường như những smartphone khác. Camera còn lại độ phân giải 5 megapixel để chụp ảnh với góc rộng lên đến 120 độ, giúp người dùng dễ xoay sở trong những không gian hẹp hoặc chụp ảnh nhóm đông người khi party hay du lịch. Xcam được LG quảng bá mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh tân tiến nhất trên một chiếc smartphone tầm trung. Tương tự như LG G5, người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa hai camera này thông qua phím tùy chọn trong giao diện chụp ảnh với thời gian chuyển đổi khá là nhanh. Máy có các chế độ chụp panorama với độ chi tiết ở mức khá và phải lên máy theo chiều đứng để quét ảnh chứ không phải lên máy theo chiều ngang như những chiếc điện thoại khác. Chế độ pop-up dùng để làm nổi bật trung tâm của bức ảnh, phần còn lại chuyển sang màu đen trắng hoặc các tông màu khác tùy ý. Chế độ HDR của máy giúp cân bằng lại ánh sáng khi chụp hình ngoài trời làm cho ảnh không bị thiếu sáng hay thừa sáng. Camera trước độ phân giải 8 megapixel, cao hơn độ phân giải camera phụ phía sau và có thể cho ra những tấm hình selfie đủ làm hài lòng các tín đồ selfie thích tự sướng. Sau đây là một số ảnh được chụp bởi camera trên LG X Cam. Về cấu hình, LG Cam có cấu hình tầm trung với chip 8x1.14GHz, RAM 2GB, pin dung lượng 2520mAh, kiềm cao nhưng kết hợp với cấu hình vừa phải thì đủ để ta có thể dùng trong một ngày với thời gian xem phim và lướt web với Wi-Fi đạt khoảng 4-5 tiếng. Hiệu năng của máy ở mức độ trung bình, đủ để thực hiện các tác vụ hàng ngày và chơi game bình thường như chém trái cây và Subway Surfer thì ổn định. Máy cài sẵn hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow khi bán ra thị trường. Máy sẽ có mặt ở hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim trong thời gian gần nhất. Nhớ theo dõi website nguyễnkim.com để cập nhật thông tin nhanh nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đánh giá này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.